Tiếp tục chương trình là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự. Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ phát hiện một thi thể người không nguyên vẹn trong quán karaoke An Phú bỏ hoang. Đây là quán karaoke từng bị cháy cách đây hơn 2 năm trước, khiến 32 người chết. Trước đó, chiều 15 tháng 10, anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, đến quán karaoke An Phú, hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, đang bỏ không, với mục đích quay video đăng mạng xã hội. Khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện một bàn tay người đang phân hủy. Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ. Chiều 16 tháng 10, đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nhân thân khi đã có người đến nhận dạng với các đặc điểm trên thi thể trùng với lời khai của họ. Những người đến nhận dạng thi thể cho biết, người đàn ông nước ngoài tên LQL đi khỏi nhà từ ngày 14 tháng 9 và không mang theo điện thoại. Khoảng 15 giờ 30 phút sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, khiến 21 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách do tài xế Trần Văn Giờ, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc điều khiển theo hướng Mường Trà, Nậm Pồ, đã đâm vào ta luy dương khiến xe khách bị nát phần đầu và sườn. Vụ tai nạn làm một người chết, 20 người bị thương, trong đó có 5 người phải chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh, còn lại 15 người bị thương mức độ nhẹ hơn được điều trị tại trung tâm y tế huyện Mường Trà. Lãnh đạo công an huyện Mường Trà đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tập trung chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu nạn, tiến hành điều tiết giao thông. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, gây thiệt hại cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Trong vụ án này, hai bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Phạm Văn Kiểu, nguyên tổng giám đốc, và Nguyễn Thanh Hà, nguyên trưởng phòng thiết kế 1, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt. Có 4 bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can này là lãnh đạo cơ quan và các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông. Bị cáo Đặng Gia Dũng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông, được xác định đã bị mất năng lực hành vi dân sự và có đơn xin vắng mặt. Do thiếu quá nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, hội đồng xét xử đã thống nhất hoãn xét xử vụ án sơ thẩm hình sự và dời lịch sang ngày 5 đến 7 tháng 11 tới. Tắt sóng thuê bao 2G từ hôm nay, cắt cầu phao Phong Châu khẩn cấp do nước lên cao là những thông tin được đề cập trong cụm tin vắn ngay sau đây. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết từ 0 giờ ngày hôm nay 16 tháng 10, các nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao 2G Only. Việc dừng công nghệ 2G chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, dừng cung cấp dịch vụ đầu cuối thuê bao 2G. Đến tháng 9 năm 2026, dừng toàn bộ cung cấp mạng lưới 2G để dành tài nguyên cho mạng mới hơn 4G, 5G. Đại diện của 3 nhà mạng lớn khẳng định, những thuê bao 2G chưa kịp chuyển đổi sau thời điểm ngày hôm qua 15 tháng 10 sẽ bị chặn thiết bị, nhưng vẫn được giữ lại tài khoản thuê bao. Hiện tại các nhà mạng ước tính chỉ còn khoảng 400.000 thuê bao 2G Only đang hoạt động. Hôm nay, nước tại cầu Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn. Vì vậy, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, lữ đoàn 249 binh chủng công binh cắt cầu phao khẩn cấp từ 8 giờ 30 ngày 16 tháng 10 năm 2024. Khi đủ điều kiện, lữ đoàn sẽ tiếp tục bắc cầu phục vụ việc đi lại. Để đảm bảo việc lưu thông, nhu cầu đi lại của nhân dân, lữ đoàn 249 báo cáo Bộ Tư lệnh Công binh sử dụng 2 phà phục vụ việc đi lại. Đối tượng là người đi bộ, đi xe mô tô, xe điện. Thời gian bảo đảm phà từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2024. Các ngày tiếp theo từ 6 đến 20 giờ. Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt trượt đất. Trường hợp không chấp hành phải cưỡng chế di rời, đồng thời áp dụng các biện pháp không để người dân tự ý quay về khu vực nguy hiểm khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Trong những năm gần đây, xã biên giới Iamơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai là địa phương thường xuyên xảy ra các vụ phá rừng nghiêm trọng. Đáng chú ý là các đối tượng phá rừng không chỉ đơn thuần là người dân địa phương mở rộng đất canh tác, mà còn có sự tham gia của các nhóm có tổ chức sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác vận chuyển gỗ trái phép. Mặc dù chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, tuy nhiên tình hình tại đây vẫn diễn biến phức tạp. Đây là chiếc xe tải chở gỗ tươi vừa được lực lượng chức năng huyện Chư Prong chặn bắt khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Sau khi kiểm đếm, xác định có hơn 9 mét khối gỗ tròn loại gỗ dầu, nhưng tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Do toàn bộ là gỗ mới cắt, cơ quan chức năng đã đấu tranh xác định vị trí khai thác. Tuy nhiên, tài xế không hợp tác trong quá trình điều tra. Sau khi sự việc xảy ra, thì về phía hạt kiểm lâm chúng tôi cũng đã xác lập cái hồ sơ ban đầu và đang phối hợp với các lực lượng chức năng để mà tiến hành điều tra xác minh làm rõ cái chủ lâm sản và tiến hành truy xuất cái nguồn gốc lâm sản.
Ngay sau khi bắt giữ phương tiện vận chuyển gỗ trái phép, lực lượng chức năng đã phát hiện một điểm phá rừng trên địa bàn xã La Mơ. Tại tiểu khu 1001 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ La Mơ quản lý, một khoảng rừng với hàng chục cây gỗ dầu mới bị cưa hạ vẫn còn đang rỉ mủ. Những cây gỗ có đường kính từ 10 đến 40cm, chỉ còn lại gốc, cành và ngọn. Qua kiểm đếm sơ bộ, cơ quan chức năng xác định có 49 gốc cây tại đây đã bị đốn hạ. Qua kiểm tra thì tại địa bàn xã La Mơ thì chúng tôi phát hiện một cái khu vực là thuộc cái tiểu khu 1001 thì có một số cái gốc cây vừa bị cắt hạ, cây còn tươi. Như vậy là theo nghi ngờ thì chúng tôi cũng đang đấu tranh với cái đương sự vi phạm này. Ủy ban dân huyện cũng như là hạt kiểm lâm huyện đã xuống để mà chỉ đạo các ngành phối hợp cùng với chính quyền địa phương và Ban Quản lý rừng phòng hộ La Mơ cũng như các đồn biên phòng để đi kiểm tra hết toàn bộ các khu vực cũng như là để đối chiếu các cái hình ảnh cho nó cụ thể rõ ràng để mà xác minh cho nó chính xác cũng như là để mà xử lý nghiêm cái vụ việc này để nó tránh cái tình trạng cứ tái diễn trên địa bàn xã như trong thời gian vừa qua. Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang xác minh mối liên hệ giữa diện tích rừng bị phá và số lâm sản đã bị tịch thu, thì thêm một điểm khai thác mới tại khu vực này cũng đã được phát hiện. Tại đây, qua kiểm đếm sơ bộ, có hơn 30 gốc cây mới bị đốn hạ. Điều đáng chú ý là các khu rừng bị phá này đều nằm gần các chốt trạm của lực lượng biên phòng. Gần đây, tại một số địa bàn vùng núi tỉnh Hà Tĩnh, nhiều quả đồi cao được đào hạ thấp để làm vườn hoặc xây dựng nhà ở của người dân. Tuy nhiên thì tình trạng đào đất diễn ra tràn lan với khối lượng lớn khiến cho nhiều cột điện trở nên treo leo, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Mỗi đợt xảy ra mưa lớn, đất đá, cây cối xung quanh trụ cột điện liên tục bị xói lở và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặt núi xây dựng nhà ở hoặc đào đất san lấp vừa đồi là nhu cầu của rất nhiều người dân khu vực miền núi tỉnh Hà Tĩnh. Vậy nhưng đào đất tràn lan với khối lượng lớn đã gây ảnh hưởng, tác động không hề nhỏ đến sự an toàn của nhiều cột điện. Mặc dù vậy, sự việc vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi và gần như các biện pháp tuyên truyền cảnh báo vẫn chưa hiệu quả. Đào đất gây ảnh hưởng sỏi lở đến cái móng cột điện thì Ủy ban xã phối hợp với điện lực cũng đã có lập biên bản để đề nghị khắc phục. Thực tế nhu cầu của các bà con cải tạo vườn để phát triển kinh tế là ảnh hưởng đến cái đường điện là vẫn đang xảy ra. Tại huyện Hương Khê, lưới điện băng qua nhiều đồi núi, khe suối của khu dân cư. Hiện nay, nhiều vị trí móng cột bê tông ly tâm đất đã bị đào sâu từ 3 đến 5 mét, không còn đảm bảo kết cấu ban đầu. Trong khi đó, ngành điện lực chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý, vận hành lưới điện dù đã phát hiện những hành vi vi phạm, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đưa ra được phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn. Đào đất bên hành lang an toàn lưới điện cao thế, thì cái việc mà đào này thì gây ảnh hưởng đến đường dây an toàn lưới điện mà gây nguy hiểm cho người dân. Hiện tại bên ngành điện cũng đã gửi các cái tuyên truyền thông báo cho người dân. Người dân vẫn tự ý không phối hợp với ngành điện, họ vẫn tự ý để đào đất để săn lấp móng mất băng. Vận hành lưới điện an toàn, phòng ngừa sự cố rủi ro là hết sức quan trọng. Với những cột điện của đường dây 35 kV ở khu vực miền núi tỉnh Hà Tĩnh đã bị đào đất, thay đổi hiện trạng sẽ tiềm ẩn nhiều hiểm nguy khó lường, nhất là trong mùa mưa bão.